đi vào là lâu đài quân đội của Pháp. Có cả mặt đó. Citadel Benvenue. Khi chơi phải có người để hướng dẫn đấy nhé. Mình đi vào ở đây Benvenue rõ ràng là. Parking ở đây. Start some more. Arrive. Đậu xe đâu đó? Bộ ở trên phương mình đậu xe đâu? Bonjour, nous voulons visiter la citadelle où nous pouvons parking. Juste à droite. À droite. Juste un peu plus loin, une sortie à gauche puis il y aura une porte en arche. Ah. Ça va être juste là où vous stationnez devant. Merci monsieur. Merci. Au revoir. Đi qua tay phải, sao cái đi qua nó cái cổng cái lót. Kêu bao nhiêu súng? À đây. Nó có cái cổng cổng vòng đây, vòng cổng này, vòng này. Đây cổng đây. Để biết rồi, biết. À bây giờ bố mẹ ra trước đi. Bố mẹ đứng đây này. Không có phải đậu xe là Citadel de Québec. À, đúng rồi, cứ đứng ngay đây này, đứng ngay này. Ở đâu mà nếu mà có ghế cũng sướng quá ha. Cảm ơn trời, đúng là cảm ơn trời. Kia mình cứ mang đi. Mẹ nặng quá thì để trong xe, cứ để đằng sau chứ. Chỉ cầm cái nước thôi.